Ion, Gammon đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Loài chim hót vang mọi nơi, nghe trong tiếng cười
kiếp người tình thương đắm đuối. Nào xuân đêm vui với đời. Kia trong vạt áo, sân tràn rơi. Khóm hoa nhẹ ru, môi cười thẹn thùng cùng bao mùa xuân. Ngắm say duyên lành, thắm tô trời xanh. Đàn chim tung. Và các bạn thân mến, từ đầu chương trình đến giờ thì quý vị thấy là bốn anh em của chúng tôi cũng sắm tuồng hơi nhiều. Làm màu làm mè đừng thay đồ được lắm. Thì chúng tôi đã khoác lên mình bốn bộ áo dài truyền thống của người Việt Nam để giới thiệu với quý vị tiết mục cuối cùng của chương trình đêm nay với một dàn mỹ nhân rất là lung linh lộng lẫy để cùng quý vị đón xuân trong một liên khúc xuân. Sao mà phô vậy quá. Ai? Lâm Lợi, Lâm Lợi. Nè, Khỉ đang thanh nhạc nè anh em ơi. Mời quý vị cùng đến với một tiết mục rất đặc biệt. Những cô gái đẹp trong một liên khúc xuân. Trời ơi. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Lấy hơi cho cố nhắc tôi biết mà. Mới bị dư hơi. Bao nhớ người yêu thoát qua
nhau dắt ngàn hồn hóa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Nắng xuân đêm vui với đời. Kia trong bạt ngát, bạch sơn tràn dâng. Khóm hoa nhẹ ru, môi cười thẹn thùng cùng bao mùa xuân. Nước say duyên lành, thắm tô trời xanh. Đàn chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng rơi là. Ta nghe gió về đang thiên hà như muốn tiếng đàn. Xuân đem niềm vui cho ngày xanh không quên lời ca. Dù thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa. Sống 24 với phần trình diễn của tất cả những mỹ nữ của chương trình ngày hôm nay. Xin giới thiệu Hippo Happy Lâm Bảo Ngọc. Ta có Cuốn Tóc Ngôn Ngọc An. Bạch Khổng Tước Mỹ An. Và Kiki Hương Giang. Phía bên tay phải của Trấn Thành, Cáo Tiểu Thư Vũ Thảo Mi. Và con ông Bấy Bì, thưa quý vị, ca sĩ Orange. Lady May Miracle. Thank you, okay. Cảm ơn mọi người. Mặc dù không có hát chánh nhưng mà cũng được phần cuối Thiên Nga Đen. Thưa quý vị, chúng tôi cảm thấy rất là vui bởi vì chưa bao giờ có một năm mà chúng tôi đón Tết được nhiều nghệ sĩ như vậy. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình từ đầu đến giờ. Xin cảm ơn rất nhiều sự quan tâm đến Sống 24. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống 24 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty V Channel thuộc đất Việt VAC Group Holdings thực hiện. Và thưa quý vị, chúng ta đã nghe siêu dụng giải trí Vion để xem trọn vẹn Sống 24 nhé. Chúng tôi xin được cảm ơn nhà tài trợ chính ngân hàng Techcombank đón sóng dẫn đầu, bật tính năng xin lời tự động, thảnh thời đón Tết. Và xin được cảm ơn nhà đồng tài trợ mì ăn liền Hảo Hảo. Tết Hảo là Tết đoàn viên. Xin được cảm ơn nhà đồng tài trợ Comfy, điều hòa châu Âu. Xin được cảm ơn đơn vị tài trợ vận chuyển VinFast cùng bạn bứt phá mọi giới hạn. Xin được cảm ơn Sony Music, đơn vị phân phối độc quyền các bản ghi âm Sống 24. Xin được cảm ơn Bộ Concept thương hiệu nội thất toàn cầu Đan Mạch hỗ trợ nội thất cho chương trình. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn Tiểu Thứ Hai và anh Tú cùng với Ngô Kiên Huy để đồng hành cùng với Trấn Thành trong Sống 24. Và cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã tham gia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón lại ảo thuật gia đã đồng hành từ đầu chương trình đến giờ. Anh ta còn một nhiệm vụ cuối cùng để có thể hoàn thành trước phút giao thừa. Tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ lại Stephen. Xin mời. Thank you. Wow. You want another mission? Yeah. I want the final. You must give me a present. Sure, I give you a present. Cho quà cho Stephen. Muốn có quà trước. Mời quà. Wow. Another beautiful lady. Another beautiful lady. What is this? Thank you. Wow. Oh, that's not a present, huh? Uh-huh. Oh, you have a glass of water? Thank you. Can I give you the glass of water for a few seconds? Okay.
Tonight we're going to make a party, so we need some confettis. Watch, that's my best trick. Are you ready? Yeah. Yeah, ready. Is it? Wow. Is it? Oh, that's amazing. Oh, thank you, thank you. But I need a fan. Do you have a fan for me? You have some fans? Okay. I have a fan in my pocket. Okay, can you pour some water, please? Okay. Pour some water. Pour more. More. More, more, more. Thank you. Now we have water and we have a little bit of wind and a lot of love. And tonight, my last mission is the confetti. Cho tất cả mọi người một lần nữa Trấn Thành cùng với tập thể nghệ sĩ trong chương trình Sống 24 xin được kính chúc cho toàn thể quý vị khán giả một năm Giáp Thìn vạn sự hỷ, tỷ dương thọ, chúc mừng năm mới. Chúc cho tất cả khán giả của Sống 24 một năm Giáp Thìn thật là an khang và tràn đầy năng lượng. Chúc cho mọi người có một năm mới thật nhiều sức khỏe này, thật bình an. Những chuyện buồn gì ở 2023 thì hãy bỏ hết đi nhá. Và bắt đầu một 2024 thật là nhiều những mục tiêu mới, thật là nhiều những thành tựu mới nhá. Mong rằng mọi người sẽ có một năm mới thật là tuyệt vời nhá. Năm con rồng mà, chúng ta phải quyết chiến, quyết thắng. Mình chúc cho mọi người có một năm mới thật nhiều người để ý, tiền nhiều nặng ký và mong là năm sau mọi người sẽ để ý và ủng hộ mình nhiều một tí. Năm mới Hoàng Hải xin được gửi tới tất cả quý vị một lời chúc sung sức, không bực tức, không đau nhức và thật nhiều lợi tức quý vị nha. Ngọc Anh xin kính chúc quý vị khán giả luôn luôn được may mắn, luôn luôn được vui vẻ và thật nhiều là lộc, nhiều tiền, câu gì được đấy. Chúc mừng năm mới. Hurricane và Negif muốn gửi một lời chúc Tết thật là đặc biệt đến với tất cả khán giả của Sống 24. Vạn sự như ý an khang thịnh vượng. Xin chúc cho tất cả các bà con cô bác đau đầu vì quá giàu, mệt mỏi vì học giỏi, buồn phiền vì nhiều tiền. Và xin chúc các chị em ngang trái vì xinh gái. Năm mới thì chúc chị em chúng ta càng ngày càng xinh gái, thành công tấn tới và được rất nhiều chàng trai theo đuổi hàng dài tới tận ngõ nha. Đức Phúc muốn gửi một lời chúc tràn ngập năng lượng tình yêu đến tất cả các bạn nam nữ đang ế lâu năm giống như Phúc, sẽ có một tình duyên trong năm nay, bay 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 như rồng và cũng như rằng là sẽ tìm được ý chung nhân của mình nha. Còn nếu mà không được thì hãy đi chùa cầu duyên. Bye bye. Giang Bộ Chủ Ti muốn gửi lời chúc tới tất cả đồng hương sẽ có một cái Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc. Năm mới Tuyên Quang mình sẽ có rất là nhiều nhân tài phát triển Yêu trước ngày cưới 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.